Sau đây mời quý vị đi vào phần tin châu Á. Thưa quý vị, bản tin châu Á đầu tiên liên quan đến hồ sơ Biển Đông. Một tờ báo đảng của Trung Quốc phản ứng sau tuyên bố mạnh mẽ nhất của ASEAN về Biển Đông. Ngay sau khi Việt Nam thay mặt các lãnh đạo ASEAN đưa ra một tuyên bố được coi là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về Biển Đông, trong đó đề cập đến Công ước Luật Biển năm 1982 và được Mỹ hoan nghênh. Tờ Hoàn Cầu Thời báo ra một bài xã luận nói truyền thông nước ngoài ám chỉ tuyên bố nhắm đến Trung Quốc và rằng sự can thiệp của Mỹ có thể là nguyên nhân cho sự tự tin hơn của các nước Đông Nam Á. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 do Việt Nam với tư cách chủ tịch luân phiên tổ chức qua hình thức trực tuyến, các lãnh đạo của khối đưa ra một tuyên bố chung tái khẳng định rằng UNCLOS, tức Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982, là cơ sở cho việc quyết định các lợi ích hàng hải, quyền chủ quyền, tài phán và các quyền lợi chính đáng trên các khu vực hàng hải. Ba nhà ngoại giao của Đông Nam Á không được nêu danh tính có chung ý kiến trên khi nói với hãng tin AP của Mỹ rằng tuyên bố cho thấy nhóm các nước ASEAN muốn tăng cường khẳng định luật pháp ở khu vực Biển Đông. Quay sang Hồng Kông. Hồng Kông đã bắt 10 người theo luật an ninh mới. Cảnh sát Hồng Kông bắt khoảng 370 người, trong đó 10 người theo luật an ninh mới, khi hàng nghìn người biểu tình bất chấp lệnh cấm. Cảnh sát Hồng Kông sử dụng vòi rồng, đạn và bình xịt hơi cây để đẩy lùi người biểu tình hôm qua sau khi hàng nghìn người xuống đường tuần hành nhân ngày Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm biểu tình. Cảnh sát bắt 370 người, gồm 10 người theo luật an ninh quốc gia mới vì mang theo cờ độc lập, nhãn dán và tờ rời. Vận động độc lập cho Hồng Kông là trái luật, lãnh đạo cơ quan an ninh Hồng Kông John Lee nói. 7 sĩ quan cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ, trong đó có một người bị đâm vào vai khi bắt người biểu tình, và 3 người khác bị một kẻ bạo loạn lao xe máy vào. Bắc Kinh tuyên bố luật an ninh mới sẽ khôi phục ổn định tại đặc khu hành chính Hồng Kông sau gần một năm bất ổn. Luật an ninh Hồng Kông được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua vào chiều ngày 30 tháng 6 2020 sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 20. Chính quyền Hồng Kông cũng thông qua và công bố chi tiết các điều khoản của luật mới sau đó vài giờ. Và một công ty vận chuyển DHL tạm thời ngưng chuyển hàng Trung Quốc tới Ấn Độ. Công ty vận chuyển hàng hóa DHL của Đức vào ngày 1 tháng 7 loan báo tạm ngưng nhận các chuyến hàng từ Trung Quốc sang Ấn Độ sau khi căng thẳng biên giới giữa hai nước khiến cho việc kiểm tra hàng hóa bị trì hoãn. Một công ty vận chuyển hàng hóa nổi tiếng khác là FedEx cho hay họ cũng đang đối mặt với việc ứ động hàng hóa vượt ngoài tầm kiểm soát, dẫn tới tắc nghẽn tại các cơ sở của công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ tái tục những hoạt động bình thường của chúng tôi khi hoàn cảnh cho phép, một đội phát ngôn viên của FedEx nói với Reuters. Ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi từ Ấn Độ đòi tẩy chay hàng Trung Quốc sau khi xảy ra đụng độ biên giới giữa hai nước láng giềng trong tháng trước làm 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Các giới chức hải quan tại cảng chính Chennai phụ trách các loại hàng hóa khác nhau, trong đó có xe ô tô, phân bón và các sản phẩm dầu mỏ, đã giữ lại các chuyến hàng xuất phát từ Trung Quốc để kiểm tra thêm. Và từ nước Úc, thưa quý vị, Úc sẽ mua hỏa tiễn tầm xa, lo xung đột xảy ra. Úc tuyên bố sẽ tăng mạnh chi tiêu quân sự, tập trung vào các khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong lúc căng thẳng đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thủ tướng Scott Morrison cam kết sẽ dành 270 tỷ Mỹ Kim Úc, tức tương đương 150 tỷ Mỹ Kim, cho ngân sách vũ trang trong 10 năm, tăng 40%. Ông nói Úc sẽ mua tên lửa tầm xa và các loại vũ khí mới để ngăn chặn xung đột tương lai. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định việc này cần thiết vì khu vực đang là tâm điểm của cuộc tranh đấu toàn cầu trong thời đại chúng ta. Ông Morrison nêu ra các khu vực căng thẳng, trong đó có Biển Đông và Biển Hoa Đông. Quan hệ Úc và Trung Quốc đang xấu đi trong thời gian này. Ngân sách quốc phòng mới chiếm 2% GDP của Úc đã thay thế một chiến lược trước đây ra mắt năm 2016.
Vào tháng trước thì ông Morrison cảnh báo các doanh nghiệp, tổ chức Úc đang bị tấn công mạng bởi đơn vị nhà nước bưu điện. Bình luận này được cho là nhắm vào Trung Quốc. Còn từ Đài Loan, Đài Loan mở văn phòng để hỗ trợ người Hồng Kông muốn định cư. Văn phòng dịch vụ và giao lưu Đài Loan - Hồng Kông, tức Taiwan Hong Kong Service and Exchange Office, vừa được khai trương ở Đài Bắc nhân dịp kỷ niệm ngày Anh trả Hồng Kông về cho Trung Quốc vào tháng 7 năm 1997. Việc mở cửa văn phòng này là hòn đá tảng trong nỗ lực của chính phủ Đài Loan ủng hộ dân chủ và tự do ở Hồng Kông. Bộ trưởng phụ trách Hoa Lục, ông Trần Minh Thông nói hôm thứ Tư 1 tháng 7 vừa qua tại buổi lễ. Dù chỉ ghi là văn phòng giúp cho người Hồng Kông, văn phòng này sẽ nhận cả đơn xin định cư của dân Macau nếu họ gặp rủi ro chính trị. Theo phóng viên Cindy Sui của BBC News từ Đài Bắc, nhà báo Cindy Sui cho hay, những tháng qua, cùng các hoạt động xảy ra ở Hồng Kông, có ngày một nhiều những tiếng nói tại Đài Loan kêu gọi chính phủ hỗ trợ người Hồng Kông. Văn phòng mới khai trương có mục đích tạo cơ chế một cửa cho người Hồng Kông nào muốn du học, làm ăn, đầu tư hoặc xin tị nạn ở Đài Loan. Để có quyền ở lại làm ăn, người Hồng Kông vẫn cần có 200.000 Mỹ Kim và tuyển 3 nhân viên bản xứ người Đài Loan. Trong các trường hợp khác, họ cần kết hôn với công dân Đài Loan, ghi danh vào đại học hoặc có việc làm với thu nhập trên trung bình. Và bà Thái Anh Văn tại đây đã tái đắc cử một phần vì thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Các cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh nhiều tháng qua đã giúp cho ứng viên dân tiến đảng ở Đài Loan, bà Thái Anh Văn, tái đắc cử tổng thống. Theo phóng viên Cindy Sui, bà Thái Anh Văn trong cuộc vận động tranh cử đã nhắc đi nhắc lại về mối đe dọa của Trung Quốc với Đài Loan. Sau Hồng Kông, các vấn đề liên quan đến Đài Loan sẽ còn gây căng thẳng trong quan hệ Bắc Kinh với Đài Bắc. Gần đây, một bài báo ở Trung Quốc do vị phó giám đốc Viện Nghiên cứu Đài Loan đóng ở Thượng Hải, ông Lễ Vĩnh Kiệt, kêu gọi chính quyền Trung Quốc dùng các lực lượng ủng hộ thống nhất ở Đài Loan để hướng dẫn hòn đảo này trở lại đàm phán xuyên eo biển với Bắc Kinh. Trong khi đó, thì các hoạt động quân sự của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn diễn ra đều xung quanh Đài Loan. Bản tin từ Đài Loan đã kết thúc phần tin châu Á. Sau một phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ đi vào phần tin Việt Nam với các tin chính như sau. Chiến hạm Mỹ bám theo tàu thăm dò Trung Quốc trên Biển Đông. Hoa Kỳ nâng tầm mục tiêu cho sáng kiến hạ lưu sông Mekong.